Trong vòng 2 tháng qua, sở thú Kangaroo tại Canada đã phải rất khó khăn để nhập đủ lượng tre làm thực phẩm cho hai chú gấu trúc, trong bối cảnh các chuyến bay giữa Canada và Trung Quốc giảm mạnh. Vân thú cũng cho biết họ đã tìm được nguồn cung thay thế, nhưng chất lượng không đảm bảo và cũng do đại dịch COVID-19 nên những nguồn cung này cũng không ổn định. Quyết định trả về hai chú gấu trúc trở về quê hương Trung Quốc là một quyết định khó khăn, bởi hai chú gấu trúc Ocean và Dalmau này đã gắn bó với sở thú Kangaroo trong suốt 6 năm qua, như một phần của thỏa thuận 10 năm giữa hai quốc gia Trung Quốc và Canada. Tre tươi chiếm tới 99% khẩu phần ăn của gấu trúc, trung bình mỗi chú gấu trúc tiêu thụ 40 kg tre tươi mỗi ngày.